Thôi xin chào bà cô chú. Đi đâu cũng kè kè hết đâu bà cô chú. Chị ta cũng bà cô chú. Do Lan bệnh á, nên là gì anh cũng làm hết tay sách nách mang nữa. Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Phương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay là bổ sinh dẫn Lan đi Vũ Hán để tìm mua cho bé Bổ Minh cái điện thoại đó ông bà cô chú. Thì hôm nay tụi em sẽ đi xe lên Vũ Hán nha, chứ tụi em không có đi xe con nữa. Do là cái xe hôm nay nó hư rồi ông bà cô chú ạ. Chỉ có thể là đi được đường gần thôi, còn đường xa thì không có đi được. Nên là bây giờ Lan với Bổ Sinh sẽ đi xe lên bến xe. Sau đó thì từ bến xe cao tốc mình sẽ đi thẳng lên Vũ Hán. Hôm nay thì Lan dẫn cả nhà đi xem là Bổ Sinh mua cho bé Bổ Minh cái điện thoại như thế nào nha ông bà cô chú. Đây là cái cầu lớn nhất ở Vũ Hán, ở Hán Xuyên ông bà cô chú. Thì bữa hôm ông bà cô chú Lan có hỏi ý kiến của mọi người. Do là Lan không có ở gần con mình, nên là khi mà muốn mua cho bé Bổ Minh cái điện thoại á thì Lan cũng rất là lúng túng, sợ là mình không thể kiểm soát được rồi bé nó sẽ hư. Nên Lan cũng xin ý kiến của rất nhiều người. Cuối cùng thì hai đứa cũng đưa ra quyết định. Bé ở Việt Nam thì hiện tại bé ở với dì. Dì cũng có con mà, nên là dì cũng kiểm soát bé rất là tốt. Lan và Bổ Sinh mua cho bé cái điện thoại nhỏ nhỏ để tra cứu chuyện học hành nè, rồi liên lạc với ba mẹ bên này, và không cho bé mang điện thoại vào lớp, không cho bé tải game. Và Lan chỉ cho bé cầm điện thoại vào thứ bảy chủ nhật. Chứ kiềm chế con quá thì Lan thấy rất là tội nghiệp. Với lại tuy là bé học lớp 4 á, nhưng mà bé năm nay cũng đã lớn rồi, mười mấy tuổi rồi. Nó cũng biết ý thức lắm ông bà cô chú ạ. Nên là Lan với Bổ Sinh cũng rất là yên tâm. Đi là phải đem theo nước không bà cô chú. Sợ đi giữa đường á cái là khát nước á, phải mua, phải đem theo nước. Bây giờ thì Lan đã đến với lại là cái bến xe của Hán Xuyên rồi nè ông bà cô chú ạ. Đây là bến xe cao tốc Hán Xuyên nha. Ở đây thì lúc trước thì ít người, bữa nay do là được mở ra rất là nhiều tiếng nên là hôm nay thì cái trạm xe này nó rất là đông nha ông bà cô chú. Sau này thì chuẩn bị mở thêm một cái tuyến xe điện ngầm nha ông bà cô chú ạ. Nên là sau này thì có thể là Hán Xuyên sẽ rất là phát triển ông bà cô chú. Trừ ở nông thôn nha. Lan nói là Lan đang nói là ở cái chỗ mà Lan ở. Lúc trước thì có bến xe lửa thôi ông bà cô chú. Đây là bến tàu cao tốc. Này là đi rất là nhanh. Đi rất là nhanh luôn. Bước vào thì Bổ Sinh là cái người đi mua vé. Thì với Bổ Sinh đi ra ngoài là không có phải lo cái gì luôn mà cô chú ạ. Mua vé nè, rồi sách quay ly nè, sách cặp nè, tay sách nách mang nè, là Bổ Sinh lo hết cho vợ. Đi ra ngoài với ổng, Lan chỉ cần cầm một cái máy quay là được. Lan quay tới cái khúc này thôi nè, cái là Lan bận ông bà cô chú xử lý hàng hóa nên cuối cùng Lan không có quay được cái khúc ở trên xe. Giờ mình sẽ đi tới cái chỗ bán điện thoại luôn nha. Ba số rồi đi.
Sao là không có chân ạ? Ai xin chào bà cô chú. Chưa bên đấy. Mai thử chuyện. Hello, Lan xin chào ông bà cô chú. Hôm nay thì Lan đã có mặt ở trên Vũ Hán ông bà cô chú. Và đây là một cái thế giới di động nha, một cái thế giới di động chuyên về điện thoại nè, điện thoại qua tay nè ha. Và những cái mặt hàng điện thoại á, người ta là lấy xỉ lấy lẻ đều lấy ở đây hết ông bà cô chú. Bây giờ thì Lan sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì Bảo Sinh đó là sẽ dẫn Lan để đi mua cho bé Bảo Minh một cái điện thoại trước khi về Việt Nam nha ông bà cô chú. Lý do là tại sao mà Lan với Bảo Sinh đó là quyết định mua cho bé Bảo Minh cái điện thoại, do là trong cái thời gian học có lúc trước bé Bảo Minh nó cũng có cái điện thoại rồi, xong rồi trong cái thời gian học cái là Lan không có cho nó cầm á, cái là giữ ký rồi bây giờ điện thoại của bé hư, hai mẹ con liên lạc bất tiện quá nên là bây giờ Lan quyết định là sẽ mua cho bé một cái điện thoại cũ. Bây giờ thì mình cùng đi với Lan đi khám phá Vũ Hán, một cái thế giới di động, một cái nói chung là một cái phố dành riêng cho điện thoại, xem là nó như thế nào nhau một cô chú. Đi. Dạ ơi bà cô chú. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong. Ở trong đây thì bán toàn là điện thoại thôi ông bà cô chú ạ. Điện thoại qua tay nè, rồi điện thoại mới ha. Máy tính này kia rất là nhiều luôn, và tất cả những phụ tùng điện thoại. Giờ mình sẽ đi vô. Cửa này đi vô. Wow. Mình thấy mê đi chưa? Đây là ốp lưng. Đây là sửa chữa. Hả? Và wow, đây là điện thoại. Ôi, quá trời luôn. Vừa bán điện thoại cũ và vừa sửa luôn nha một cô chú. Xem hôm nay Bảo Sinh nó quyết định mua cho con trai cái gì nha. Cho lẹ hả? Wow, nó mà tôi sao chị? Chưa cơ. Ở trong này thì người ta bán toàn là iPhone không ông bà cô chú. Và người ta bán iPhone qua tay mà bán giá sỉ rất là nhiều. Một cái như thế này thì khoảng 6 triệu cũng có, 5 triệu cũng có, 4 triệu cũng có. Có cái 10 triệu cũng có, tùy theo. Rồi Oppo nè, Huawei nè. Còn Lan thì là không biết mua cái máy nào cho bé nữa. Lan định là sẽ mua cho bé cái iPhone nhỏ nhỏ hoặc là một cái iPad đó ông bà cô chú. Ở đây á, người ta chuyên bán qua tay á, nên là giá nó rẻ. Còn vào cái phía trong này nè cả nhà ơi, toàn là hả cục sạc dự phòng nè, rồi dây sạc nè, người ta bán giá sỉ rất là nhiều luôn. Lan vào trong đây nè để mua cục sạc dự phòng, do là hôm nay á, đi đường nên cái máy của Lan á, hết pin rồi ông bà cô chú. Dạ ai như sao ra? 可以充吗？可以，可以充。可以。可以。充了吧？充了好几。充了八百了。充了八百了。这都是哪一款的？ 800的，这个是400的，这两个是400的。哦哦哦哦，错了，一个是800的，这一般是800的。这一般是800的。那就这个吧。那个太小了。 Mới đầu thì Lan với Bảo Sinh tính toán là sẽ mua cái iPad, nhưng cuối cùng thì iPad không có bỏ SIM vô được. Thế là Lan với Bảo Sinh mới không mua cái này được, và bắt đầu chọn cái khác á ông bà cô chú ạ. Ở bên này iPad như thế này, một cái khoảng 1.4 triệu cho tới 2.8 triệu. Ông bà, cô chú, anh chị thấy có rẻ không ạ? Mà cái này là iPhone nha. Con lấy không? Con cái này nha, nhưng mà về mẹ nói con đây nè, với điều kiện là con không có được chơi game, và bây giờ tạm thời thì con đang nghỉ hè thì có thể được chơi, nhưng vô học
thì chỉ chơi thứ bảy chủ nhật thôi, còn bao nhiêu là con không có được chơi, hiểu không? Dạ, mẹ nói là không có được, mẹ chỉ tải cho con như là Zalo nào, Facebook nào với lại WhatsApp thôi nha, còn game là không có đó. Hả? À, mẹ có thể gọi cài tải cho con YouTube để cho con xem phim nữa. Không có tải game đó nha. Ờ, chỉ nghe gọi với lại là Zalo với lại là WhatsApp này kia. Ai à, cái bậc hai dạ. Nào, máy này Lan với bộ sinh á mua cho bé bọn mình là 1.600. Lúc nãy đang lập chụp nên là không có quay lại cho cả nhà xem. À? Bây giờ thì Lan với bộ sinh đi ăn cơm theo một cô chú ạ. Ngày mai thì Lan phải đi tới khám nên là bữa nay thì Lan với bộ sinh sẽ ở đây. <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 20, 20. Đây là cái quán cơm phần ở bên Trung Quốc. Họ có rất là nhiều loại rau và một phần bao nhiêu tiền họ để giá ở bên ngoài cho mình hết à. Muốn ăn cái nào thì mình lấy cái đó. Ai ai, xin đây số khoản nào à? Ăn cơm. Đấy mà bà cô chú dặn cơm với Lan và bà sinh nha. Bữa nay thì lên Vũ Hán á là mua được một cái điện thoại nhau bà cô chú cho đứa của mình. Thì cả nhà mình cũng biết rồi. Bé nó đang đi học á, thì hiện tại là nghỉ hè, có thể được chơi điện thoại trong thời gian ngắn bà cô chú ạ. Xong rồi là khi vào điện học á, rồi cũng phải là kiềm chế cho bé. Hả? Hôm nay thì nhà Lan á là mua được mấy món bà cô chú ạ. Nước hay là nước này là nước đá nha, ở bên đây thì đang qua cái tiệm kế bên mua, ở đây thì người ta đang có. Rồi bố xin uống, bố xin lại người nóng nóng được có một cô chú. Đây là canh, canh ở Vũ Hán nóng nè. Cái gì mà nó có cái gì đen đen ở phía trong không bà cô chú ạ? Là không biết cái gì luôn. Cái này là thịt kho. Cái này là thịt kho kiểu như là giống như sườn ghim. Cái này là cái gì? Chứ cứ sườn mà xài. Chi rồi. À cái này là thịt gà, là không ăn được, là ăn được sườn. Cơm á thì người ta sẽ cho mình một tô luôn nha. Ở đây là ở Vũ Hán. Hiện thần như vậy. Đây là khô nhục nè. Bổ sinh đó thì đi ăn thì lúc nào cũng phải có khô nhục nè. Cơm để dẻo ghê ha, nó dính đầy. Mỡ rất là nhiều luôn nha. Em ăn rất là ngon nha, thịt nó rất là mềm bà cô chú ạ. Đây, cái lớp này là nguyên một lớp đường luôn nè. Đường. Không có giống mà sườn chua ngọt của mình đâu. Ăn mà hả, đường là sực sực luôn ăn một chút. Dạ, một cô chú ăn cơm với gia đình anh nha. Ngọt, thơm lắm. Bên đây không được người ta làm rất là thơm. Cái món này là thịt sườn chua ngọt nha, sườn dương chua ngọt, 20 ngàn một phần.
thứ là 70.000 vì năm đồng. Xì, rồi quay lại dùng một viên này đi. Mắc nha. Nhưng mà nó rất là ngon. Không thua gì Việt Nam. Cái quán này là cái quán đầu tiên mà Lan cảm thấy là mình vừa lòng nhất ở bên Trung Quốc luôn. Mọi thứ rất là ngon nha. Món khô nhục cũng ngon, rừng riêng chua ngọt cũng ngon. Món canh cũng đang chưa mũi, chút xuống nữa đang mũi. Học chưa học. Người ta riêng như thế nào mà nó mềm xèo cái xương không một chút. Không thể nhai được luôn á. Hoa hồng hộp. Ngon. Như mãi sổ vừa được thêm gì đấy. Thêm một quán cha xôi ra. Ủa sữa phải xả. Tất cả 4 món như thế này mà có 52 đồng một bộ chua. Thường thì hai vợ chồng Lan thì cũng kêu 4 món. Mà có ba nội tiêu quệ cũng kêu 4 món nha. Nếu mà 4 món này á thì có bà nội Tú Huệ và có Tú Huệ thì cũng đủ ăn luôn nha một cô chú, chứ không có thiếu đâu. Hay là cũng rất là nhiều quá. Cho ta thẻ này, nếu mà ra nhiều cũng không nhớ thì chúng tôi cũng đi chơi đi làm chứ được. Chú Minh, chú ra gì làm cả? Nên vừa hai vị thì vừa nãy năm đem thẻ gì? Hả? Thấy có sợ mày này? Có được một cái gì? Mày về người hết. Bà một hạ. Trước á, Lan cho ông về Việt Nam đó ông bà cô chú. Rồi Lan dẫn vô thành phố chơi nè. Uống cà phê ở thành phố, ăn cơm ở thành phố. Do ở trung tâm thành phố mà nên là cái gì á nó cũng đắt đỏ. Vậy mà Bảo Sinh á ảnh nhớ đời đó ông bà cô chú ạ. Những ngày này về á ảnh bảo không cho Lan á đi vào trung tâm thành phố nữa đâu. Đến bây giờ mà Bảo Sinh á còn nhớ giá cả ở trong trung tâm thành phố như thế nào. Những lần đó về á Lan vẫn đi trải nghiệm mà bây giờ về á là xạo luôn đó. Bây giờ Bảo Sinh nói về á là chỉ ở nhà thôi chứ không đi đâu hết. Video của Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Ông bà cô chú anh chị cảm nhận như thế nào khi mà Bảo Sinh viết một câu giá cả ở Hồ Chí Minh so với Vũ Hán là cao hơn rất nhiều. Cả nhà mình hãy góp ý dưới bình luận những lời khuyên nào cho Bảo Sinh khi về Việt Nam không ai dám đi chơi nha ông bà cô chú. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.